Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà, này bà, sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà, Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo, thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà.